Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch ở bệnh viện Lê Văn Thịnh tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của đội tình nguyện viên F0 đã khỏi bệnh, đồng thời tiếp tục kêu gọi các F0 đã khỏi bệnh khác đủ điều kiện tham gia hỗ trợ công tác điều trị. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, những tình nguyện viên từng là F0 không chỉ giúp các bệnh viện giảm tải nhân lực ở những công việc phù hợp với khả năng của họ, mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc động viên tinh thần bệnh nhân F0. Vậy nên khi tới bệnh viện Lê Văn Thịnh, Phó Thủ tướng đánh giá cao nhóm tình nguyện viên này, những người từng chiến thắng Covid-19 tại chính nơi đây. Đây mình xong rồi mình vào một súng mà mình giúp. Đấy rồi mình kéo các bạn này không các bạn khác nữa. Các cô chú khác còn sức khỏe. Mình khỏi bệnh rồi. Mình quay lại. Mình làm các công việc mà trước đây những người khác chăm sóc mình. Lúc ấy không có điều kiện như mình bây giờ. Bây giờ mình khỏi rồi, mình có miễn không có kháng thể rồi. Quay lại mình giúp mọi người, mình động viên. Cái động viên tinh thần cực kỳ quan trọng. Các tình nguyện viên F0 khỏi bệnh tham gia hỗ trợ lực lượng y tế rất đa dạng về ngành nghề trong xã hội như học viên, các trường y, thậm chí có cả những đầu bếp hay chuyên gia về dinh dưỡng, nên có thể xem đó là những tình nguyện viên chất lượng cho công tác hỗ trợ điều trị. Dạ, hồi trước thì cháu làm bếp. Làm bếp? Ồ, cái này cũng cực kỳ ấy đây. Bây giờ trong đây, cái hồi cháu mà bị thì ăn uống sao? Dạ, cháu thấy là trong đây thì được chăm sóc rất là chu đáo, có người lên cơm tới. Có bây giờ cháu hỏi cơm ấy nấu từ đâu không? Nấu so với cháu có ngon bằng không? Mọi người hãy cứ lạc quan và ăn uống nghỉ dưỡng đầy đủ thì mình mới đủ sức khỏe, mới vượt qua được căn bệnh này. Anh em mà đã tình nguyện trở lại phục vụ cho chúng tôi, qua đó thì động viên tinh thần cũng rất là lớn đối với người bệnh, cũng như là giúp sức cho đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm những doanh nghiệp sản xuất cung cấp bình oxy lớn tại Thủ Đức. Doanh nghiệp này mỗi ngày có thể cung cấp tới hơn 2.000 bình oxy cỡ lớn cho công tác cấp cứu điều trị. Hay doanh nghiệp này đã ngừng sản xuất oxy hơn 2 năm, nhưng nay đã tái khởi động để cung cấp miễn phí gần 2.000 bình lớn nhỏ mỗi ngày. Chỉ trong 40 ngày, Hà Nội đã 4 lần cấp đổi giấy đi đường, trung bình là cứ 10 ngày thì đổi một lần. Và mỗi một lần thay đổi thì là một lần gây tranh cãi. Kế hoạch triển khai tới đây cũng đang gây băn khoăn là có thực sự cần thiết hay không. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội cho rằng, nếu tính cả lần này, Hà Nội từng 4 lần đổi giấy đi đường. Trong khi đó, người dân phản ánh đến ông về việc yêu cầu kê khai thông tin không cần thiết, thậm chí phát sinh thêm thủ tục cho cả người dân lẫn cơ quan nhà nước. Hà Nội không hề rút cái kinh nghiệm ở cái lần ra, hai cái lần ra trước thế nào cả. Trong khi đó giấy cũ vẫn còn mà giấy mới bây giờ lấy, nó tăng thêm cái việc làm cho tất cả các cơ quan mà được giao việc. Hiện nay là Ủy ban Nhân dân rồi Công an phường, Công an quận, các em thấy không? Là bắt đầu là từ tổ dân phố giờ đi là phải thông báo các ý kiến đó, ý kiến kia rồi dân là phải khai báo. Rồi là mất rất nhiều thời gian. Người ta có căn cước rồi thì sao lại phải có giấy đi đường? Cho rằng Hà Nội từng phải thu hồi văn bản giao cho Ủy ban Nhân dân phường cấp giấy đi đường cho tổ chức cá nhân. Luật sư Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc bày tỏ lo ngại về việc cấp giấy đi đường sẽ phát sinh nguy cơ quá tải, trong khi việc chính lúc này là tiếp tục phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể. Với cái quy định cơ quan công an cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng vừa được ban hành, chúng tôi cho rằng sẽ lại dẫn đến cái tình trạng là ùn tắc ở trụ sở công an phường, xã, sẽ lại dẫn đến tình trạng ùn tắc ở các cái chốt giao thông như chúng ta đã thấy gần đây. Để khắc phục cái tình trạng cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, những đối tượng ra đường không có mục đích, thì chúng tôi cho rằng cần phải siết chặt, cần phải đề cao và xử lý nghiêm trách nhiệm của những người đứng đầu các cái cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp giấy đi đường như trong thời gian qua. Vấn đề này có ý kiến cho rằng là nó vượt quá tầm của thành phố Hà Nội. Bởi vì đây này, Nghị quyết 30 cũng như là luật phòng chống các bệnh lây nhiễm và chỉ thị Thủ tướng, công điện 1108 của Thủ tướng nói rằng đây là cái những biện pháp của Ủy ban Nhân dân thành phố, chứ không phải Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho ai đi làm những cái công việc này.
để xem xét kiểm tra các cái văn bản quy phạm pháp luật theo cái thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Bởi vì đây là cái văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có khả năng là mang các cái quy phạm pháp luật để bắt người ta phải làm cái nọ, bắt người ta phải làm cái kia và thậm chí là làm tăng thêm những cái chi phí xã hội, chi phí cho công dân. Thưa quý vị, tính đến ngày 3 tháng 9, cả nước đã tiêm được hơn 21,1 triệu mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên, thì tốc độ tiêm chủng hiện nay vẫn còn chậm. Nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu đặt ra của chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên toàn quốc, đó là đạt 150 triệu mũi tiêm, tương đương với 70% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi vào đầu năm 2022. Cụ thể, hơn 21,1 triệu mũi tiêm đã được tiêm sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch, đạt 14% so với mục tiêu 150 triệu mũi tiêm cho 75 triệu người dân. Trong tuần qua, số mũi tiêm mỗi ngày dao động từ khoảng hơn 200.000 mũi tới hơn 300.000 mũi. Nếu với tốc độ hiện tại thì 4 tháng cuối năm chỉ có thêm trên 30 triệu mũi, chỉ đạt 33% mục tiêu. Độ phủ vaccine ở nhiều địa phương còn rất thấp, ví dụ Thanh Hóa mới chỉ nhận được số vaccine sấp xỉ 5,52% tỷ lệ đã phân bổ trên dân số và tỷ lệ đã tiêm mũi 1 đạt 9,43%. Nghệ An đạt 5,18% tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số và 8,58% tỷ lệ đã tiêm mũi 1. Đáng chú ý hơn, 73.000 người ở Cần Thơ đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và đang sắp tới hạn để tiêm mũi 2, nhưng thành phố chưa có nguồn vaccine để tiêm, dẫn tới nguy cơ không phát huy được hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh đang là cao nhất. Địa phương này đã tiêm hơn 6 triệu mũi, đạt tỷ lệ 87,42% dân số đã tiêm ít nhất một mũi. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, để phủ mũi 2 cho toàn bộ hơn 7,2 triệu người từ 18 tuổi trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cần 8,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, tức là gần gấp rưỡi số lượng mũi đã tiêm. Sau khi thí điểm thực hiện tiêm vaccine Verocell của Sinopharm và nhận được sự hưởng ứng của người dân, hiện Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu sau 4 ngày sẽ tiêm hết 1 triệu liều vaccine, tương đương 250.000 liều một ngày. Đến nay, Bình Dương đã tiêm 1.063.054 liều vaccine, gồm 1.017.741 mũi 1 và 45.313 mũi 2. Tính đến sáng ngày 4 tháng 9, tỉnh Bình Dương đã tiêm hơn 100.000 liều vaccine Verocell cho người dân sau 2 ngày triển khai thí điểm và ưu tiên vùng đỏ. Người dân địa phương đăng ký tiêm vaccine số lượng lớn mỗi ngày khiến cho lực lượng phải tăng ca làm việc cả buổi tối. Từ cơ sở đánh giá, Bình Dương quyết tâm bố trí lực lượng phấn đấu tiêm 250.000 liều một ngày để sau 4 ngày tiêm hết 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm được phân bổ. Song song với tiêm vaccine, Bình Dương hiện đang triển khai thần tốc xét nghiệm sàng lọc diện rộng với phương châm bóc tách toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Tính đến ngày 2 tháng 8 đến nay, bằng test nhanh và PCR cho gần 3 triệu người dân, kết quả có gần 72.000 trường hợp dương tính. Một năm học mới sắp bắt đầu. Trong bối cảnh cả nước đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 với những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho năm học mới đang được các tỉnh thành gấp rút triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù chưa thể đến trường học trực tiếp, song phụ huynh và giáo viên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bắt đầu năm học mới. Những ngày cận kề năm học mới này, chị Trang đang phải sắp xếp lại lịch làm việc của mình để vừa làm, vừa nội trợ mà còn có thời gian kèm con trai học trực tuyến. Ôn lại kiến thức năm học trước cho con làm quen với sách mới của năm học này là cách mà gia đình chị đang thực hiện để con học trực tuyến hiệu quả. Hiện tại tôi đang cố gắng rèn luyện lại giờ giấc sinh hoạt cho bé để bé có thể quay trở lại về học như trước đây. Đối với bản thân tôi phải cân đối lại thời gian dành cho công việc, việc nội trợ, làm sao để có nhiều thời gian hơn để kèm cặp theo sát việc học của con cho việc học online được hiệu quả. Còn với những gia đình chưa mua được sách giáo khoa, thời gian này phụ huynh cũng đang tìm hiểu, tập cho con làm quen với sách giáo khoa điện tử trước khi bước vào năm học mới. Tôi đã nhận được link về sách giáo khoa điện tử từ nhà trường và giáo viên cung cấp. Tôi thấy đây cũng là một kênh rất là hữu ích khi mà nhiều phụ huynh chưa thể mua được sách giáo khoa cho con tới trường. Bản thân tôi thấy những trang sách giáo khoa điện tử này cũng rất là dễ đọc, trình bày rất là rõ nét, dễ sử dụng.
Về phía ngành giáo dục, các nhà trường hiện cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong đó, phối hợp với các ban ngành vận chuyển sách đến tay học sinh. Đồng thời, rà soát các học sinh gặp khó khăn trong việc học online để kịp thời hỗ trợ thiết bị và tài liệu cho các em. Chuẩn bị nhờ bên bộ đội dân quân đang làm nhiệm vụ của ở các địa bàn, phường xã trao phát sách giáo khoa bằng giấy. Nhà trường đã đặt rồi đến cho phụ huynh học sinh trước ngày khai giảng. Còn đối với khối 7, khối 8, khối 9 là sách giáo khoa vẫn thực hiện sách giáo khoa theo bộ sách giáo khoa cũ, thì thường là phụ huynh học sinh người ta tự mua. Nhà trường hỗ trợ bằng cách kết nối với các công ty phát hành. Em nào mà không có điều kiện phương tiện học tập thì chúng tôi sẽ gửi cái giáo trình và bài học đến trực tiếp cho các em, để các em có một cái điều kiện để trao đổi. Thì chúng tôi cũng sẽ có một cái đội ngũ thầy cô có thể là gặp các học sinh gặp những cái khó khăn về các môn nào để liên hệ trực tiếp để giảng dạy cho các em. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế để tiêm vaccine phù hợp cho các em học sinh độ tuổi từ 12 đến trở lên, 12 đến 18 tuổi. Nếu sau khi mà cái tình hình dịch Covid-19 đã ổn định và kiểm soát được, các em học sinh được tiêm chủng, tiêm chích ngừa Covid-19, giáo viên được chích ngừa xong thì có thể học sinh có thể trở lại lớp. Dù là một năm học nhiều khó khăn, thử thách, song nhà trường và phụ huynh đều nỗ lực để con em mình có điều kiện học tập tốt nhất, không bị gián đoạn. Trước mắt, thành phố sẽ học trực tuyến hết học kỳ 1 và sẽ tổ chức dạy trực tiếp ngay khi có điều kiện, đồng thời hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập.